Ngày 9 tháng 9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 3.644 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.435.472 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 17.576 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.278.977 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 138 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9 đến 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 không ghi nhận ca tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.126 ca.